Đôi vợ chồng này vì muốn giúp con trai chữa trị căn bệnh tự kỷ mà nhận nuôi chó con. Nhưng cậu con trai lại không có chút quan tâm nào. Nhìn thấy vậy đôi vợ chồng có vẻ thất vọng. Nhưng đúng vào lúc này, một chú chó chạy đến chỗ cậu để chơi đùa. Cậu bé tuy rằng không phản ứng gì nhưng cũng không đuổi chú chó đi. Nhìn thấy phản ứng của con trai, người mẹ vui vẻ mà nở nụ cười. Cậu bé tên Kai là một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ. Cậu luôn thích ở một mình, không thích ai đến gần cậu. Càng không hiểu thế nào là yêu, cả ngày chỉ chìm đắm trong thế giới của bản thân. Chỉ cần một chút gì đó không vừa ý là cậu sẽ tùy hứng mà nổi loạn. Một khi khóc là sẽ khóc cả ngày, có những lúc còn tự làm hại bản thân mình. Điều đáng sợ hơn là khi qua đường có lúc cậu sẽ vô cớ mà trở nên điên loạn. Điều này khiến người mẹ cô cùng đau lòng. Chứng bệnh này cũng khiến cho cả gia đình cậu trở nên suy sụp. Cả ngày dùng nước mắt để rửa mặt, bọn họ đã tìm kiếm vô số cách, tìm vô số bác sĩ, còn đưa cậu bé đến lớp học khắc phục chứng tự kỷ. Nhưng ngày qua ngày bệnh tình của con trai vẫn không có tiến triển gì. Chỉ đến khi người bà đưa ra ý kiến nói họ đến nhận nuôi vài chú chó. Không ngờ sự xuất hiện của chú chó lại khiến cho chứng bệnh của cậu bé có chút chuyển biến. Điều này khiến bố mẹ vô cùng vui mừng. Người bà cũng đi đến nói cậu hãy đặt cho chú chó một cái tên. Tuy rằng mắt cậu dính vào màn hình TV nhưng trong miệng vẫn thốt ra một cái tên Thomas. Người mẹ vô cùng vui mừng bởi vì cậu đều đặt tên cho những gì mình thích là Thomas. Ngày thứ hai, cậu bé đã thức dậy từ sớm chơi với chú chó. Người bố lúc này nghe thấy tiếng động tỉnh lại, ông lập tức thông báo tin vui này cho vợ. Đây là lần đầu tiên thấy cậu bé vui như vậy. Nghe thấy tiếng cậu vui đùa cùng với Thomas, bố mẹ cũng bất giác mà nở nụ cười. Không chỉ vậy, cậu còn chủ động để đồ ăn vào bát của Thomas, bởi vì cậu muốn đích thân cho Thomas ăn. Một lần, bố cậu thấy Thomas đang đi vệ sinh bừa bãi. Thomas đi vệ sinh. Đúng, nó lại đi vệ sinh rồi. Nhưng đáng ra phải đi ra ngoài. Như thế này sẽ khiến căn nhà trở thành nhà vệ sinh công cộng mất. Vì để dạy dỗ cậu bé tốt hơn nên người mẹ đã đưa cậu bé ra ngoài, để cho cậu xem cách dạy Thomas đi vệ sinh đúng cách. Bố cậu còn đến cho Thomas một chiếc sô-cô-la để làm phần thưởng. Kai đứng bên cạnh giường như cũng hiểu điều gì đó. Hôm đó, Kai đang chơi một mình trong lớp. Cô giáo đi đến nói muốn cậu chơi cùng với các bạn trong lớp. Nhưng cậu một câu cũng không nói. Cô sớm đã quen với tính cách này của cậu bé. Đột nhiên cậu bé nói với cô giáo cậu muốn đi vệ sinh. Cô giáo nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ đến lời mà mẹ đã dạy. Con không muốn nơi này biến thành nhà vệ sinh công cộng. Đi vệ sinh xong cậu còn đưa tay ra muốn cô giáo thưởng cho cậu. Cô giáo lúc này đã hiểu. Cô không những dùng lời khen ngợi cậu mà còn hứa sẽ thưởng cho cậu một chiếc bánh. Hôm đó cậu đã vẽ một bức tranh đầu tiên. Tuy rằng không phải vô cùng xuất sắc nhưng vẫn khiến bà và mẹ vui vẻ cả một ngày. Bởi vì điều này chứng tỏ bệnh tình của cậu đã có chuyển biến tốt. Sau khi tan học Kai ngồi lì bên khung cửa. Điều này đã thu hút bố mẹ. Người mẹ nhìn theo hướng mà cậu nhìn. Thì ra bên ngoài có một cậu bé đi xe đạp bị ngã. Người mẹ hỏi cậu điều gì đáng thương. Chiếc xe đạp đáng thương. Bố mẹ bất lực nhìn nhau cười. Buổi tối, bà và mẹ ôm lấy chú chó nói chuyện. Lúc này Kai ôm chăn đến, đặt nó vào nơi nằm ngủ của Thomas. Sau đó ôm nó đi. Nên đi ngủ rồi Thomas. Chỉ một câu nói và hành động nhỏ này cũng khiến bố mẹ cậu vui mừng như sắp khóc. Bởi vì cậu đã hiểu thế nào là yêu. Ngày thứ hai, cậu đến lớp và đã làm một bạn học phải khóc. Bởi vì cậu đã giật đồ chơi của bạn. Bà nhẹ nhàng dạy bảo cậu, muốn chơi đồ chơi của người khác phải lịch sự hỏi mượn người ta. Dù cho vô cùng sợ hãi, nhưng dưới sự cổ vũ của bà, cậu cũng dũng cảm đi đến hỏi nhưng lại bị từ chối. Người bà vội chạy đến an ủi. Lần này bạn ấy không cho con mượn nhưng bà tin lần sau nhất định bạn sẽ chia sẻ với con. Khi về nhà cậu và Thomas dành nhau đồ chơi, cậu còn lịch sự hỏi ý kiến Thomas. Nhưng Thomas vẫn không chịu nhả ra. Cậu bé thất vọng đi về phía bố. Cậu học theo lời bà, lần này Thomas không chịu đưa cậu đồ chơi cho cậu nhưng lần sau nhất định đưa. Nhìn thấy con trai hiểu chuyện, người bố không giấu nổi nụ cười. Buổi tối trước khi đi ngủ, người mẹ muốn đến kể cho cậu nghe câu chuyện mà cậu yêu thích. Lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ấm áp, Thomas đang ngủ cùng với cậu. Đây là điều mà ngay cả bố mẹ cũng không làm được. Chớp mắt Thomas đã trưởng thành. Kai tuy rằng đã thay đổi nhưng chỉ thay đổi với Thomas. Còn với bố mẹ thì vẫn lạnh lùng. Người bố vô cùng thất vọng vì ông nghĩ cậu vẫn đang sống trong thế giới của riêng mình. Chỉ là cuộc sống của cậu đã có thêm một chú chó, còn họ chỉ là người xa lạ thỏa mãn cuộc sống của cậu bé. Người mẹ không đồng tình với lời nói của chồng. Bà tin rằng một ngày nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Buổi tối hôm đó, bố đang chơi cùng với Thomas. Và rồi Kai đi đến, chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho bố mẹ vô cùng cảm động. Thomas, đi ngủ thôi. Đừng chơi với bố nữa. Anh có nghe thấy con vừa gọi anh là gì không? Ngủ ngon, con trai. Ngủ ngon, bố. Đi thôi Thomas, đi ngủ. Ngủ ngon, Kai. Ngủ ngon, mẹ. Lúc này, mọi tủi thân của bố mẹ đều tan biến. Bọn họ đã có một chủ kiến. Nếu Thomas có thể giúp Kai chữa trị chứng tự kỷ, vậy cũng có thể giúp những đứa trẻ ở lớp học. Nên đã đem Thomas đến lớp học. Quả nhiên, Thomas rất được chào đón ở lớp học. Các bạn học còn đến xoa đầu chú chó. Nhưng khi nhìn thấy Thomas bị người khác tùy ý vuốt ve, Kai lại thấy ghen tị. Về đến nhà cậu liền làm loạn. Người mẹ lúc đầu kiên nhẫn khuyên bảo con, nhưng cậu lại trở về như dáng vẻ ban đầu, còn dùng tay đánh mẹ. Người mẹ bất lực chỉ có thể ôm cậu thật chặt. Lúc này bố cũng đến ngăn cản nhưng cậu vẫn không dừng lại. Sau đó cậu chạy đến chỗ Thomas đá cho chú chó một cái thật mạnh.
Thomas chịu đau đớn nằm xuống sàn. Nhìn thấy bộ dạng này của con trai, người mẹ cuối cùng cũng không chịu đựng được. Tâm trạng dồn nén lâu ngày đột nhiên bùng nổ vào lúc này. Đây là lần đầu tiên bà tức giận với con trai như vậy. Sau đó khi bình tĩnh lại, vì để tránh chuyện này lại tái diễn, bọn họ quyết định đóng một vở kịch. Buổi tối, bố dán cho Thomas một chiếc cao dán, rồi nói lúc này nó rất đau. Người mẹ đứng bên cạnh giả vờ gọi điện muốn đưa Thomas đi. Cái lúc này biết mình đã sai, cậu không ngừng xin lỗi Thomas, cầu xin nó đừng rời xa cậu. Từ đó trở đi cậu luôn đối xử dịu dàng với nó. Nhưng không lâu sau, vào dịp Giáng sinh, bọn họ chuẩn bị cho Thomas rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng nó một miếng cũng không ăn, ngược lại còn chạy ra ngoài. Điều này khiến cho đôi vợ chồng vô cùng lo lắng. Người bố đi ra ngoài xem xét tình hình của nó. Ông ôm nó lên nhưng Thomas lại im lặng không nhúc nhích. Người mẹ liền đưa Thomas đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói nó bị bệnh rất nặng, bây giờ nó vô cùng đau khổ. Bọn họ cũng đã cố gắng hết sức. Lúc này người mẹ không biết làm gì, chỉ có thể gọi điện nói với chồng. Bởi vì trong lòng bọn họ, Thomas sớm đã trở thành người một nhà. Hơn nữa lại còn là hy vọng cuối cùng của con trai. Bọn họ không dám tưởng tượng ngày Thomas không còn sẽ trở nên như thế nào. Khi về nhà, Thomas vẫn nằm im không nhúc nhích. Người mẹ ngoài việc đút thuốc cho nó thì không còn cách nào khác. Kai cũng cổ vũ cho Thomas, nói nó mau khỏe để cùng chơi với cậu. Người bố nhìn thấy cảnh này vô cùng lo lắng, vừa lo cho Thomas một ngày nào đó sẽ đột ngột rời đi, vừa lo con trai sẽ trở về dáng vẻ trước kia. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cho Thomas nhanh chóng hồi phục. Ngày thứ hai, Kai gọi bố dậy, thì ra Thomas đã hoàn toàn bình phục, còn ngậm theo đồ chơi nhảy lên giường. Nó muốn biểu đạt tình cảm của mình với chủ nhân. Hai vợ chồng vô cùng vui mừng vì hòn đá đè nặng trong lòng họ cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Sau đó bọn họ đến công viên chơi. Dưới sự bầu bạn của Thomas, Kai cuối cùng cũng nói ra lời mà người mẹ đã chờ đợi rất lâu. Kai yêu mẹ. Chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy thôi lại làm cho người làm bố mẹ vô cùng hạnh phúc. Chúng ta đa số đều là người may mắn, cho nên có lẽ khó có thể hiểu được niềm vui nhỏ bé này của những gia đình có người mắc chứng tự kỷ. Đối với họ, những điều giản đơn thường ngày chính là hạnh phúc to lớn mà họ luôn mong cầu. Được rồi, bộ phim đã đến hồi kết. Mong là các bạn đã có trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.